Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay lại những video tiếp theo của tôi. Ngày hôm nay tôi sẽ làm một cái video để sửa chữa cái tivi này. Cái tivi này nó đang trong cái tình trạng như này, tôi sẽ bật lên cho các bạn xem. Đây là nút nguồn nhá. Đây, các bạn chờ một chút để cho tivi nó lên. Đấy, thì các bạn thấy đây, nó lên hình ảnh như thế này. Cái hình ảnh nó cứ dần dần ra dần như này và nó như này, màu mè nhòe 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 như này đấy, nó không không thể nào xem được và nó vẫn có tiếng nhá, vẫn có âm thanh. Thì ok, rồi tôi sẽ tắt tivi đi và cho các bạn xem phần phía sau. Tôi sẽ bật cái đèn flash lên nhé. Đây. Đây tôi sẽ rút nguồn ra và chỉ cho các bạn để đảm bảo an toàn. Ok, sau đây tôi đã lật cái mặt main của nó lên và tôi cho các bạn xem. Đây. Nó nằm ở cái phần chỗ gần cái app này. Đây. Thì các bạn kiểm tra mấy con tụ này này, tụ lọc nguồn này này, mấy con này, có mấy con này. Đây. Tôi đang khả nghi là có một con tụ nào đấy nó bị mất áp hoặc là bị hỏng quanh đây. Tôi sẽ đặt lên và tôi kiểm tra cho các bạn xem. Đây. Sau đây tôi sẽ lấy đồng hồ vạn năng và tôi đo cho các bạn xem nhé. Các bạn chờ tôi một chút. Ok, sau đây tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách đo con này như sau. Các bạn để cái thang đo của cái này là để thang đo 250V nhá. Đây. Thang đo 250V. Đây là đồng hồ của tôi. Thang đo 250V. Đấy. Thì cái que đen các bạn cho vào cái phần mát nhá. Và chúng ta sẽ đo cho nó, tôi sẽ chỉ cho các bạn cách đo. Đây. Tôi sẽ để cái đồng hồ ở đây, tôi cho các bạn đo bạn xem. Đây tôi sẽ đo cái đường của nó, đây nó bắt từ đây đến đây, tôi sẽ đo vào đây. Đây tôi sẽ đo chân dương cho các bạn xem. Đấy, thì các bạn nhìn đồng hồ này. Đây. Đồng hồ này các bạn nhìn này, chưa được 100V nhá. Đấy. Ok, con tụ này có vấn đề rồi. Tôi sẽ tắt đi và tôi chỉ cho các bạn con tụ nó nằm ở đâu. Các bạn chờ tôi một chút nha. Tụ này là chính là con tụ bị nọc nguồn bị hỏng này. Đây chính là cái con bé bé này. Tôi sẽ để cái camera sát sát chút cho các bạn xem nhìn cho nó rõ. Bới cái dây ra. Đây chính là con tụ này. Chính là con tụ này nó bị hỏng. À, sau đây tôi sẽ rút nó ra và tôi cho các bạn xem thông số. Con tụ này nó con tụ 250V, khoảng là rơi tầm khoảng 22 UF hoặc là 30 UF, tôi nghi như thế. Đây tôi sẽ nhổ ra và tôi cho các bạn xem. Sau đây tôi sẽ nhổ ra. Đây, sau khi tôi rút nó ra thì tôi cho các bạn xem đây. Đấy. Thì con tụ này nó có cái thông số như này. 250V. Đây. Các ba camera tôi lấy nét hơi chậm, các bạn nhìn nó hơi khó. Tôi sẽ để đây cho các bạn nhìn. Đấy, cái camera đã lấy được nét thì tôi sẽ chỉ cho các bạn xem. 250V. 22 UF. Đây các bạn nhìn thấy cái chân nó này. Cái chân nó bị mục và thối nát như này. Đó. Sau đây tôi sẽ lấy một con tụ khác. Đây. Tôi sẽ lấy một cái con tụ nó rơi tầm khoảng 22 UF. 400V luôn. Tôi chơi chơi trội luôn. Không thèm chơi 250V nữa mà tôi sẽ chơi con này là chơi 400V. 22 UF. Tức là 22 microfarad. Đây để thay cho con này, con bé bé này. Chơi tôi chơi trội 400V cho nó khỏe luôn.
chơi rất là trội. Đây. Con tụ này tôi lấy ở trong cái điều tốc xe đạp điện. Hoặc là trong những cái đống linh kiện cũ, nhưng mà con này tôi lấy đang lấy trong điều tốc xe đạp điện. Đấy. Con tụ này các bạn có thể kiếm nó ở những cái mạch điện tử như kiểu là cái mạch nguồn đấy, nó hay có những con này. Con này tôi lấy trong điều tốc. Ok. Đây tôi sẽ thay con này vào và đo cho các bạn xem nhé. Bạn chờ tôi một chút. Đây, ok, sau khi tôi đã thay con tụ này xong, tôi sẽ chỉ cho các bạn này con tụ này của nó đây. Đây, con tụ lúc nãy tôi thay con tụ 400V này. Thay cho cái con tụ 250V như này. Đây. 250V bị mục nát chân này và chúng ta sẽ vứt con tụ này đi. Đấy. Ở đây tôi sẽ nắp vào và thể cắm thử. Cho bạn xem. Ok, sau khi thay con tụ nọc nguồn đó xong, 250V nó xong, tôi thay bằng con 400V xong thì tôi sẽ bật vào tivi và test thử cho các bạn xem. Đây. Tôi sẽ quay phía trước cho các bạn xem nhé. Đó. Thì các bạn thấy đây, tivi đã lên bình thường. Hiển thị cái màn hình màu xanh bình thường như này, tôi sẽ ấn nút chức năng. Đó, ok. Đấy thì tôi cũng không phải là dân chuyên sửa chữa điện tử gì đâu cả. Tôi chỉ là dân vọc điện tử thôi. Trong quá trình tìm hiểu tôi phát hiện ra mấy con khả nghi ngay, những cái bệnh như vậy đã khả nghi ngay với con tụ nọc nguồn rồi. Đấy, ok. Thì ok, cảm ơn các bạn đón xem video. Nếu các bạn thấy thích video này thì hãy like và subscribe, đăng ký kênh để cho tôi có thêm nhiều động lực nữa để làm ra nhiều những cái video tiếp theo cho các bạn. Kênh tay chơi đồ của tôi thì luôn luôn hướng dẫn các bạn hoặc là mang đến các bạn những phương hướng tận dụng lại những cái đồ cũ để bị hỏng để sửa chữa lại, tái sử dụng để bảo vệ môi trường. Cảm ơn các bạn rất là nhiều một lần nữa. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn những video sau. Xin cảm ơn các bạn.